Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng 8 năm 2019 thì chúng tôi có mặt ở đây, ở ngay nơi mà trước đây vào năm 1945 đã xảy ra cái cuộc chiến đại chiến thế giới thứ hai, và ở đây cũng đã chấm dứt cuộc chiến đó, đó là thủ đô Berlin. Và hiện nay tại Đức vẫn lưu giữ những khẩu pháo này của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô thời đó. Và cho đến hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về cái chương trình mà hiện nay ở Việt Nam đang rất quan tâm, đó là việc Trung Quốc rút tàu thăm dò Việt Nam có nên sớm thay đổi hay không. Và điều đó chắc chắn là phải diễn ra trong thời gian tới. Vâng, như các bạn đã biết, trong tất những cái thời gian vừa qua, những cái phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đã liên tục đưa tin, đặc biệt là truyền thông ở nước ngoài, và những cái giáo sư hoặc những tiến sĩ và những cái người có trách nhiệm và những người có nghiên cứu về Biển Đông, họ đã liên tục đưa ra những cái thông tin rất cụ thể về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đó là hình ảnh mà ông phó giáo sư Martinson, ông đã đưa ra vào trên trang tweet của mình vào ngày tàu Hải Dương 8. Thì đã bắt đầu được cập nhật vào ngày 7 tháng 8 năm 2019. Thì ông ta nói rằng tàu Hải Dương địa chất 8 đã kết thúc cuộc khảo sát của nó. Nó đang di chuyển đến bãi đá chữ thập. Đây là hình ảnh mà ông phó giáo sư đã đưa, và các bạn có thể tra cứu những cái thông tin này trên trang Twitter. Tuy nhiên ở trong nước, truyền thông nhà nước thì đưa không đầy đủ những thông tin như vậy. Và có một số người cũng nghĩ rằng đây là cái việc Việt Nam đáng ăn mừng, nhưng mà chưa phải như vậy. Bởi vì các bạn đã biết Trung Quốc từ trước đến nay luôn luôn tìm mọi cách để làm cho Việt Nam không thể phát triển được, và muốn giữ Việt Nam ở một cái thế là phải theo Trung Quốc và theo những chính sách của Trung Quốc và theo cái mong muốn của Trung Quốc. Mỗi khi họ muốn có sự sức ép thì họ, ngoài vấn đề ở phía biển, miền biển ra, thì họ đã dùng tàu xuồng đâm các tàu thuyền của Việt Nam và gây cho những người ngư dân Việt Nam cái chết rất thương tâm. Ngoài ra họ đã cướp những cái ngư cụ và cá của người ngư dân này, và tàu Việt Nam chỉ có thể chống lại với hết sức mỏng manh, bởi vì với các bạn cũng đã biết cái khả năng, cái tiềm lực của Việt Nam rất yếu ở mảng của hải quân như vậy. Và gần đây nhất thì các bạn cũng đã thấy cái cao trào đó đã lên khi mà Trung Quốc đã đưa ra cái cuộc tập trận bắn đạn thật ở Hoàng Sa, và Việt Nam đã lập tức lên tiếng về việc này. Đó, đây là hình ảnh các bạn có thể xem mà đài truyền hình cũng như đài phát thanh quốc tế họ đã đưa, đấy là đài tiếng nói Hoa Kỳ. Và trong cái thông tin này nói rất rõ là Việt Nam hôm 7 tháng 8 đã lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Hoàng Sa sau khi Bắc Kinh thông báo tập trận bắn đạn thật ở khu vực này trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8. Trong bối cảnh căng thẳng đang sôi sục liên quan tới một tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đấy, như vậy là khi Việt Nam bắt đầu cáo buộc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam thì Trung Quốc lập tức là đáp trả bằng hình thức là đưa tàu ra để tập trận 2 ngày liền. Việt Nam cũng chỉ biết là lên tiếng và phản đối mà thôi, còn chưa thể có những hành động cụ thể, bởi vì các bạn cũng đã biết thì Trung Quốc cũng rất mạnh về mảng hải quân. Ngay cả những cái tàu chiến của họ khi mà ra các đảo thì họ đã dùng những tàu lớn với cái trang bị vũ khí rất hiện đại, thì những cái tàu này Việt Nam chưa có hoặc có rất ít, cho nên cái sức đề kháng của Việt Nam đối với Trung Quốc là rất thấp. Thì cái điều đó và Việt Nam cần phải tiếp tục nâng cấp cái lực lượng hải quân của mình. Và ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố tập trận ở Trường Sa, ở Hoàng Sa, thì phía Mỹ đã lên tiếng phản đối phía Trung Quốc, và họ đã bắt đầu đưa tàu sân bay vào trong cái vùng biển này mà các hình ảnh các bạn có thể thấy ở đây. Đây là chiếc tàu sân bay đã đưa vào Biển Đông, và tàu Ronald Reagan với chiều dài hơn cả tháp Eiffel, và cái tàu này có thể chở hơn 100 chiếc máy bay chiến đấu được sử dụng cho các hoạt động tác chiến điện tử và chống ngầm. Thì đây là hình ảnh tàu sân bay mà các bạn có thể thấy. Báo chí Việt Nam cũng đã đăng những hình ảnh này, và hiện nay chiếc tàu sân bay này của Mỹ vẫn đang bắt đầu hoạt động ở Biển Đông. Đấy, đây là cái điều mà Mỹ đang tìm cách để cân bằng lại đối với Trung Quốc và tạo ra sức ép với Trung Quốc về mặt quân sự. Ngoài ra thì Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố là họ sẽ bố trí các tên lửa tầm trung, tên lửa hạt nhân tầm trung tại châu Á. Đấy là hình ảnh mà các bạn thấy là một chiếc tên lửa hạt nhân đã được phóng lên từ tàu ngầm của Mỹ. Thì đây, và với chiếc tầm trung này thì tầm bay của nó khoảng vài nghìn km, thì với khi đặt ở châu Á thì nó còn gần như có thể khống chế rất rộng lớn, cái khu vực rất rộng lớn ở châu Á, và tác chiến sẽ rất thuận lợi đối với Mỹ khi mà an ninh bị đe dọa, khi mà khối NATO bị đe dọa. Thì đây là hình ảnh các bạn thấy. Không phải chỉ trên tàu ngầm mà ngay cả những tàu chiến lớn hoặc là những tàu sân bay thì chắc chắn cũng bố trí những cái vũ khí hạt nhân như vậy. Và như bây giờ Mỹ muốn đặt những cái tên lửa hạt nhân này ở trong một căn cứ
cố định ở một nước nào đó ở châu Á, thì hiện nay Mỹ mới tuyên bố là sẽ đặt tên lửa như vậy. Và ngoài ra Việt Nam trước cái bối cảnh đó, trước bối cảnh khi mà Trung Quốc ngày càng quân sự hóa Biển Đông, họ xây dựng rất nhiều những cái căn cứ quân sự, rất nhiều những cái đường băng và nơi chứa vũ khí rất lớn ở trên những cái đảo chiến lược của Việt Nam. Đây là ví dụ, đây là hình ảnh mà các bạn thấy rằng của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ Henry Harris trưng bày hình ảnh Trung Quốc xây dựng ở bãi đá chữ thập đây. Tức là Trung Quốc đã tăng cấp 4 lần số đường băng trên đảo nhân tạo ở Biển Đông. Đây các bạn nhìn thấy, rất nguy hiểm bởi vì cái đường băng này là 4 lần, tăng 4 lần số đường băng. Thì như vậy là họ sẵn sàng chuẩn bị cho lực lượng không quân rất lớn để đổ bộ, để đóng ở đây, để có thể từ đây khống chế toàn bộ các đảo khác của Việt Nam cũng như các nước khác, và từ đó có thể khống chế những tàu thuyền qua lại. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo thêm ở Bộ Quốc phòng Đức và Mỹ đã đưa ra. Và trước tình hình đó thì Việt Nam rất khó khăn ở chỗ Việt Nam là một đất nước hiện nay là chưa phát triển, tức là đang còn nghèo, và cái năng lực sở hữu những vũ khí hiện đại và tốt của Việt Nam thì còn rất hạn chế. Bởi vì từ trước đến nay, thời kỳ trước thì Việt Nam dùng vũ khí của Trung Quốc, dùng vũ khí của Liên Xô và cũng mua rất nhiều vũ khí của Nga gần đây. Nhưng số lượng mua không đáng bao nhiêu so với số lượng của Trung Quốc mua. Và Trung Quốc không những thế, họ còn tự sản xuất được máy bay, họ tự sản xuất được tàu ngầm, tự sản xuất được tàu chiến và tự sản xuất được tên lửa và rất nhiều loại vũ khí hạng nặng khác mà Việt Nam không thể nào chạy đua với Trung Quốc được. Ngoài ra thì với Trung Quốc thì họ đã nghiên cứu rất kỹ những hệ thống của Nga và Liên Xô trước đây để họ có thể áp dụng cái hệ thống là áp chế điện tử đối với các vũ khí của Nga. Chính vì vậy mà Việt Nam khi sử dụng những chiếc máy bay của Nga như thế này thì đương nhiên là sẽ gặp rất nhiều tai nạn một cách bất ngờ mà không tìm được nguyên nhân. Bởi vì khi bay ra biển, đây là hình ảnh mà các bạn có thể nhìn thấy, là họ đã ghi rất rõ là tìm thấy thi thể phi công lái máy bay Su-30 mất tích. Tức là chiếc máy bay Su-30 MK2 này là chiến đấu cơ đa năng do Nga sản xuất, được coi là hiện đại nhất hiện nay. Việt Nam đã ký 3 hợp đồng mua Su-30 MK2 với số lượng tổng cộng là 32 chiếc. Sau tai nạn Su-30, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã công bố lệnh dừng tất cả mọi hoạt động bay của các chiến đấu cơ Su-30 MK2. Đây là hình ảnh mà các bạn thấy là rất thương tâm, là những chiếc máy bay của Việt Nam bỏ tiền ra mua của Nga, nhưng sau đó thì khi mà ra vận hành ngoài Biển Đông thì đã gặp tai nạn và phi công đã bị chết, bị hy sinh và có những người khác đã bị thương, và đấy là cái điều rất nguy hiểm và cũng chưa biết nguyên nhân tại sao. Đấy. Với cái tiềm lực Việt Nam mà khi đặt đến 32 chiếc máy bay này nhưng mà cuối cùng là phải dừng không cho bay nữa vì chưa biết nguyên nhân, thì đấy là cái điều mà đặt câu hỏi là liệu Trung Quốc có áp chế điện tử khi máy bay của Việt Nam bay ra ngoài vùng biển hay không. Chính vì điều đó là Bộ Quốc phòng cần phải trả lời. Và ngoài ra Việt Nam nên không nên thực hiện chính sách 3-0 mà phải tham gia vào những cái hiệp ước quốc phòng, tham gia vào những cái đối tác cùng với các đối tác lớn như trên thế giới như Mỹ, như Canada, Úc, Liên minh châu Âu và Pháp và nhiều Anh và nhiều nước khác, để có thể cùng nhau bảo vệ mình trước sự bành trướng của Trung Quốc trong thời gian qua và đặc biệt là trong thời gian tới. Bởi vì Trung Quốc luôn luôn có mưu đồ, họ sẽ đưa cái đường lưỡi bò ra để họ tìm mọi cách, họ chứng minh đường lưỡi bò của họ và họ tìm mọi cách để thao túng và thâu tóm cái vùng biển đảo này gồm có Việt Nam và nhiều nước khác. Vậy thì khối liên minh NATO là một cái điều mà Việt Nam có thể lựa chọn để tham gia. Như đây hình ảnh các bạn nhìn thấy là Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước liên minh khối NATO. Và tất nhiên để chuyển đổi cái việc này thì Việt Nam cần phải làm rất nhiều thứ. Đó là họ phải thay đổi cả cái thể chế thì mới có thể thích hợp với các nước của văn minh châu Âu thì họ mới cho có thể vào được. Và tức là Việt Nam phải có đa đảng, nhiều đảng cạnh tranh lẫn nhau, phải có tự do và phải có tự do báo chí, phải có tự do biểu đạt và phải có nhân quyền được như các nước ở tư bản ở đây, ở châu Âu và ở Mỹ. Thì điều đó dần dần Việt Nam mới có thể được chấp nhận vào những liên minh như vậy. Và chỉ có vào những liên minh mạnh mẽ như vậy thì có thể mới chống được Trung Quốc, mới có đối kháng được với Trung Quốc. Còn nếu Việt Nam đứng một mình, dù có bao nhiêu tiền mua vũ khí đi chăng nữa thì cũng không thể nào đối đầu được với Trung Quốc hoặc có thể chiến đấu được với Trung Quốc, bởi vì họ rất lớn, rất mạnh và họ là một đất nước luôn luôn kề cận Việt Nam. Và ngoài ra Việt Nam cũng nên thay đổi những cái lãnh đạo mới, đó là những cái người già như thế này, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Các bạn thấy thỉnh thoảng ông ta mới xuất hiện
trong một vài clip hoặc là hình ảnh ngắn gọn, ngắn video gần đây. Bởi vì các bạn cũng đã biết, vào tháng 4 vừa rồi, ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ lần 1 ở Kiên Giang. Và đương nhiên sau đột quỵ lần 1 thì dẫn đến đột quỵ lần 2 là rất có khả năng sẽ xảy ra sớm mà không biết bất cứ lúc nào. Và khi lần 2 bị đột quỵ thì khả năng cái tính mạng ông Nguyễn Phú Trọng là khó giữ. Bởi vì là như vậy là một cái chức danh tổng bí thư, một chức danh chủ tịch nước là bị khuyết. Thì điều đó sẽ tác hại rất lớn đối với cái hoạt động đối nội, đối ngoại cũng như là hoạt động về đảng của Việt Nam. Thì những cái người già như thế này, quá già, trên 75 tuổi và với cái cường độ làm việc như vậy, và hơn nữa với cái nhận thức của Nguyễn Phú Trọng thì ông ta chỉ được đào tạo ở dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, được đào tạo 23 tháng ở Liên Xô vào những năm 80, thì ông ta hoàn toàn không có khái niệm, không biết gì về khái niệm về kinh tế thị trường, thực sự không biết thế nào là về tự do, dân chủ và nhân quyền. Cho nên ông ta vẫn tìm mọi cách áp dụng những cái điều ông ta học được từ những năm 80, bắt người dân Việt Nam phải theo. Và ông ta ngồi trên chiếc ghế này mà các bạn đã thấy, mặc dù chiếc ghế này đã bị buộc dây rồi, tức là ông ta không ngồi vững nữa, ông vẫn buộc dây để ngồi, để giữ được cái ghế đó, thì điều đó là không thể chấp nhận được. Và ông Nguyễn Phú Trọng sau khi nghe xong video clip này, hãy tự suy nghĩ, hãy xem xét để một cách hết sức nghiêm túc, để có thể rút ra khỏi chính trường Việt Nam và để những cái chức vụ, để những cái vị trí đó cho những thế hệ trẻ hơn, năng động hơn, thông minh hơn, biết ngoại ngữ và biết giao tiếp với quốc tế cũng như biết luật pháp quốc tế. Họ sẽ nắm bắt được rất nhanh và sẽ đưa Việt Nam của chúng ta phát triển ngày càng giàu mạnh. Và trong thời gian tới chắc chắn là Việt Nam sẽ có thay đổi với cái chiều hướng đó, bởi vì Việt Nam không thể đứng ngoài với thế giới và không thể một mình chống lại Trung Quốc, mà Việt Nam cần phải có những người bạn, mà chỉ những người bạn như ở các nước dân chủ và tự do này mới có thể giúp Việt Nam một cách hiệu quả nhất và lâu bền nhất. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ năm, ngày 8 tháng 8 năm 2019 từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Và các bạn hãy để lại những bình luận sau video này cũng như những câu hỏi và những yêu cầu mà các bạn muốn được cung cấp thông tin để chúng tôi có thể phục vụ các bạn trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, Lê Trung Khoa.